Những bản du ca gắn liền với cặp đôi Lê Uyên và Phương thập niên 70 như Giả khúc cho tình nhân, Vũng lầy cho chúng ta, Cho lần cuối, Hãy ngồi xuống đây đã được tái hiện lại trên sân khấu Son Vàng tại nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 8 tháng 11 vừa qua. Đêm Son Vàng, chủ đề Giả khúc cho tình nhân được chia làm 3 chương, trong đó chương 1 mang tên Tình khúc cho em là một không gian riêng dành cho những giai điệu vượt thời gian của nhạc sĩ Lê Uyên Phương như bài ca Hạnh ngộ, Uống nước bên bờ suối, Chờ em nơi đêm trăng và đương nhiên không thể nào thiếu bản Tình khúc cho em. Dù đã bước sang tuổi 70 nhưng ca sĩ Lê Uyên vẫn giữ được chất giọng đặc trưng và luôn thăng hoa trong từng ca khúc do người chồng quá cố của bà sáng tác. Đồng thời hình ảnh đôi tình nhân Lê Uyên Phương ôm đàn guitar cùng Lê Uyên xõa tóc hát vang những bản tình ca cũng được tái hiện một cách sinh động trên sân khấu qua hai ca khúc Lời gọi chân mây và Giả khúc cho tình nhân. Và có lẽ Lê Uyên là ca sĩ thể hiện thành công nhất những bản tình ca này, bởi vì chúng là cuốn nhật ký ghi dấu chuyện tình đẹp và lãng mạn đã vượt qua mọi rào cản của gia đình, sự sống và cái chết, đến được bên nhau trong cuộc sống và âm nhạc. Chương trình còn có sự tham gia của các ca sĩ khách mời như nhóm Năm Dòng Kẻ, Quang Thành và Hoàng Dũng. Cặp mà Lê Uyên Phương này nè thì có như là từ trước đến giờ là rất là mọi người rất là hâm mộ, tôi rất là hâm mộ lên về tình cảm, về bài hát nữa. Cho nên hôm nay gọi là khi nghe những cái lời hát như vậy, những cái bài ca trở lại, những cái giọng hát, những cái lời tâm sự của Lê Uyên nói về cái cuộc tình, về cuộc sống, về âm nhạc, đó là cuộc sống, về cả trong cuộc sống của hai người về âm nhạc thì rất tự nhiên mình chân cảm xúc rất là nhiều.